Rồi, cái tiếp theo mình sẽ học ha, là mình sẽ học về breakout, breakdown và back test. Người ta hay nói là pull back nhưng em không dùng từ pull back mà em dùng từ back test. Tại vì pull back mấy anh chị sẽ rất là dễ hiểu lầm. Tại vì sao? Hồi xưa em hay nói là stock pull back á, mới có mấy anh chị hiểu là những con đi lên thì mới bị pull trở lại. Đúng không? Thì người ta gọi cái này là pull back. Nhưng mà nhiều khi nó đi nó rớt xuống vậy nè, nó dòng lên trở lên vậy nè. Ha, đây cũng gọi là bull back nhưng mà mấy, có một số anh chị bị confuse là mấy anh chị nghĩ là bull back chỉ xuất hiện khi mà đi lên rồi nó rớt xuống ngược lại thôi. Thì em mới dùng cái từ như vậy, em dùng là từ là back test chứ em không dùng từ bull back. Có nghĩa là sao? Mình bắt về cái chỗ cũ mình test. Thí dụ bây giờ điểm A, đúng không? Còn một con short gọi làm sao mình biết là back test? Đó, bây giờ em nói về breakout trước đi ha. Breakout là gì? Breakout là con là bây giờ A với B này nó là một cái resistance. Nếu như một con short nó đi từ dưới nó đi lên, nó vượt qua được cái key level AB này completely. Completely nghĩa là sao? Phải có một cái gây candle hoàn toàn above A và B thì người ta gọi cái trường hợp này là gì? Là breakout. À, người ta hỏi cái trường hợp này là breakout. Rồi, ngược lại, A với B này, khi mình đang trade ở trên, thì A với B này nó hình thành gì? Nó lúc này nó gọi là một cái support. Thì mình học thêm một cái nữa là breakdown. Breakdown là sao? Là short, cái giá short từ trên nó đi xuống, nó đụng vô cái AB này. Nếu như nó hold được thì nó sẽ bao lên. Còn nếu nó không hold được, có một cái candle completely under AB thì mình gọi trường hợp này là breakdown nha. Mấy anh chị phân biệt ha, break up là đi lên, breakdown là đi xuống. Rồi, bây giờ quay trở lại, back test là gì? Back test là mình quay trở lại điểm cũ mình test, có nghĩa là nó break out ở đâu? Nó break out tại cái điểm C ngay đây. Stock đi lên. Back test là back trở lại cái điểm C. Giá điểm C ha. Chứ không phải là nó chạy về nha anh chị. Nó không phải chạy về nha. Mà nó là back lại. Thí dụ điểm C này là 10 đồng. Nó break ra khỏi điểm C. Thì nó break. Nó quay trở ngược lại cái giá của điểm C. Nó quay lại ngược cái giá điểm C. Ok. Mà cái có một cái câu của ông Archimedes. Ông nói vậy. Là hãy cho tôi một cái điểm tựa. Tôi sẽ nhấc bổng được một cái thế giới. Thì trong stock mình vẫn ứng dụng được cái câu đó, có nghĩa là nếu như bất kỳ chỗ nào mà nó bắt test thành công thì người ta coi đây là một cái điểm potential có một cái win rate từ 70 tới 80% để mấy anh chị entry vô. Có nghĩa là nếu như anh chị tìm được một cái điểm tựa bắt test hoàn hảo thì mấy anh chị entry vô, đây là cái xác suất thắng nhiều nhất. Nếu như mấy anh chị tìm được cái điểm back test, có nghĩa là nó break out ra, nó back trở lại cái điểm đó, nó test mà nó hold được thì đây là một cái vùng mấy anh chị entry tốt nhất. Ha, mấy vùng entry tốt nhất. Còn một trường hợp xảy ra nữa là nếu như nó back test một lần mà mấy anh chị thấy nó chưa đi quá nhiều thì không sao hết ha. Nhưng nếu như nó quay trở lại đó, nó test một lần nữa mà nó hold được thì cái tỷ lệ lúc này là từ 80 tới 90%. Cứ anh chị thấy nó break out mà nó test cái giá C hai lần. Đây là lần thứ nhất, đây là lần thứ hai thì cái win rate chỗ này nó tăng lên từ 80 tới 90%. Em không nói là nó chạy lên bao nhiêu điểm. Nhưng cái xác suất nó bounce ngay chỗ này là từ 80 tới 90% nó bounce. À, rồi. Trường hợp này là đi lên ha, bắt test trở lại. Trường hợp bên đây là nó breakdown thì cũng vậy, nếu như nó breakdown xuống ngay chỗ này thì em cũng dùng từ back test. Là tại sao? Nó quay trở lại điểm cũ, nó back test. Nếu như ngay chỗ này nó back test không được, có nghĩa là sao? Là nó không có qua, nó quay trở lại được á thì nó sẽ tiếp tục nó rớt tiếp. Và cũng giống với cái công thức như vậy, nếu như nó back test hai lần, một lần nó chạy như vậy nó rớt không có nhiều, nhưng mà lần thứ hai nó fail một lần nữa, lần thứ nhất đây, lần thứ hai ở đây, thì đây cũng như same thing với cái win rate ngay đây là rất là cao ha. À, đây đó,
là mình biết được gì, break out là gì, break down là gì và back test là gì. Rồi, bây giờ mình bắt đầu mình đi vô cái ví một cái trong chart ha. Rồi, ok, bây giờ nè. Em có ghi cho anh chị break out là gì? Khi cây nến hoàn toàn cross up một key level quan trọng mà em hay ghi là resistance, tại vì trên đầu mình là resistance chứ không thể nào mấy anh chị nói là break out support được ha. Phải là break out là phải break out resistance chứ không có break out support. Thì khi cái trường hợp break out nó xảy ra thì sao? Nó làm cho cái giá có thể tăng tiếp ha. Khi mà anh chị thấy break out thì cái giá của nó là sẽ tăng tiếp. Tiếp theo là break down, cũng như vậy, khi cái nến hoàn toàn cross down cross down một key level ở dưới chân mình thì phải là support quan trọng. Từ trên xuống giá có thể giảm tiếp. Tại sao mà anh chị biết em dùng từ quan trọng trong đây không? Có nghĩa là trong trading á, nó sẽ có những cái key level quan trọng. Chẳng hạn như key level này mấy anh chị tìm ra được support đi ha. Mấy anh chị tìm ra được support này là mình tìm support ở khung daily. Còn cái support ở trên đây là mấy anh chị tìm ra được ở khung 5 phút. Key level nào sẽ quan trọng hơn là key level ở khung daily. Break down nhiều khi nó rớt ra khỏi khung 5 phút, không có nghĩa là cái daily này nó sập luôn. Còn nếu như mà sao quan trọng tới cái daily rồi mà nó lủng được thì mấy anh chị biết đây là một cú drop rất là mạnh. Mình phải phân biệt cái nào là quan trọng và cái nào là 5 phút, 10 phút. Rồi, tiếp tục pullback. Đây, pullback nè, giá quay trở lại test cái vùng giá break out hoặc break down. Đó, hoặc là sao? Em bây giờ em ghi đơn giản lại cho anh chị là back test. Nó break out chỗ nào, nó quay lại nó test ở chỗ đó. Còn nó break down chỗ nào, nó quay lại nó test ở cái chỗ đó thì mình kêu là back test. Rồi. Đây, tiếp tục back test in break out. Thành công thì giá sẽ tiếp tục tăng. Thất bại thì giá quay lại vùng trading trước break out. Là nghĩ là như vậy. Này ha, em sẽ đi từng câu từng chữ cho mấy anh chị. Rồi, back test in break out mà nãy mình mới học. Break out có nghĩa là resistance đúng không? Là giá từ giữa đi lên. Rồi, back test trở lại nè. Đó, back test nè. Em ghi sao? Thành công thì giá sẽ tiếp tục tăng. Mấy anh chị thấy ha, thành công thì giá tiếp tục tăng nghĩa là sao? Là nó back test ngay chỗ này thành công thì giá nó tăng lên. Còn thất bại thì giá quay trở lại cái vùng trước break out. Cái vùng trước break out là cái vùng này nè. Đó. Đó, anh chị hiểu câu này ha. Đây, nếu thành công thì dòng lên, mà thất bại thì sao? Quay trở về cái vùng trước break out. Tiếp tục cái trường hợp thứ hai. Back test in break down. Break down là sao? Là cái support đúng không? Mình nhớ break down là phải break down support chứ không break down resistance nha. Tại mình đi từ trên đi xuống mà. Rồi. Break down nè, đầu tiên là mình phải vẽ cái break down rồi nó pull back ha, hoặc là nó back test. Rồi, thành công thì sao? Nếu mà nó back test nè, nó thành công thì sao? Giá sẽ quay trở lại dùng trước đó. Còn nếu như test thất bại thì nè, đây test thất bại thì sẽ tiếp tục rớt. Đó, mấy anh chị hiểu à? Mấy anh chị hiểu cái cách mình sử dụng chữ ha? Tại vì mình sẽ rất là bị rối. Chẳng hạn như bây giờ em nói vậy. Em thí dụ bây giờ mình đang đánh xuống đi mà em nói mấy anh chị là cái chỗ này nó bắt test thất bại rồi đúng không? Bắt test thất bại thì mấy anh chị hiểu là sao? Nó tiếp tục nó rớt tiếp. Nó tiếp tục nó rớt tiếp. Còn cái test thất bại ở trên thì sao? Nó lại dòng ngược xuống nè. Mình phân biệt những cái câu này cho rõ. Đây. Rồi. Đó là break out và break down ha. Thì trong cái break out và break down này, tụi em hướng dẫn mấy anh chị một cái indicator mới. Một cái indicator mới cho sử dụng. Ngày trong cái một cái buổi mini bootcamp, em có hướng dẫn mấy anh chị một cái công cụ. Em hướng dẫn mấy anh chị một cái công cụ là vẽ trading range cho cái khung
5 phút. Dễ trend ra cho khung 5 phút ha. Là bữa em có hướng dẫn mấy anh chị như vậy. Là khi mà sau cây nến 6 giờ rưỡi á, khi mà mấy anh chị có một cây nến là 6 giờ rưỡi. Cây nến này nó xuất hiện từ điểm A tới điểm B. Đúng không? Đây, cái một cây nến từ A tới B. Thì mình vẽ cái trading range trong ngày bằng cách nào? Từ điểm A mấy anh chị kéo dài ra. Thì đây có nghĩa là support của cái range trong ngày. Còn từ điểm B mấy anh chị kéo dài ra thì gây gọi là cái resistance của cái trong ngày đó. Đúng không? Bây giờ mấy anh chị vẽ được dựa trên cây nến. Thì làm sao mình trade được dựa vô cây nến 6 giờ rưỡi? Nếu như nó qua được khúc này thì nó đi lên. Còn nó rớt ra khỏi đây thì nó đi xuống. Còn nếu như anh chị nào muốn trade trong đây thì trade. À, ngày hôm trước là mình vẽ bằng tay thì mấy anh chị sẽ có những cái sai sót. Ha, mấy anh chị vẽ bằng tay thì mấy anh chị có người thì vẽ bằng cái thân nến, có người thì vẽ bằng cái mình rồi cái đuôi. Thì bây giờ em sẽ hướng dẫn cho mấy anh chị một cái công cụ mà nó vẽ sẵn cho anh chị luôn. Ha. Rồi. Thì trước hết mình sẽ practice tí xíu ha, mình sẽ practice tí xíu về cái trường hợp pullback là gì. Mấy cái trường hợp breakdown với lại breakout ha. Thì bây giờ mấy anh chị coi cái con Twitter, mình đang coi Twitter ở khung 4 giờ. Thì mấy anh chị thấy nó có một cái key level, đem để giá vô cho mấy anh chị dễ nhìn ha. Nó có một key level ở giá là 64.06. Mấy anh chị coi, rất nhiều lần nó test chỗ này, một lần thành công, stock đi lên. Hai lần thành công, stock đi xuống. Nhưng mấy anh chị thấy sao? Một khi mà nó rớt ra khỏi key level này thì đây người ta gọi là breakdown xảy ra. Đây ha, đây gọi là breakdown. Đây, đây gọi là breakdown. Rồi, nó breakdown thì nó bắt test, đúng không? Mà nãy mình mới nói breakdown thì nó bắt test. Mấy anh chị coi ngay cái key level này, em tiếp tục em để giá vô cho mấy anh chị dễ nhìn. Là tại dùng là 54.94, mấy anh chị coi nó test nè. Nó quay trở lại nè ha, nó break down xuống, rồi nó quay trở lại, nó test một lần, thất bại, nó rớt tiếp. Nó test hai lần, thất bại, mấy anh chị thắng nhiều hơn. Mà nó test tới lần thứ ba thì sao? Nó sập nặng luôn. Mấy anh chị coi nè, mấy anh chị thấy có phải mỗi lần nó test là cái tỷ lệ thắng của mấy anh chị tăng lên không? Nó test thất bại nha. Đây là lần thứ nhất nè. Đó, thì ví dụ mình nói lần thứ nhất là lúc này vẫn 50%. Thì mấy anh chị thì cũng thắng được tí xíu nè, mấy anh chị thấy không? Mình thắng được cũng nhiều ha, cũng được đồng. Nhưng mà lần thứ hai thì sao? Nó thu một lần nữa thì mình nói gì? Lúc này là mình thắng được 70-80% tỷ lệ thắng. Oh, sorry chị. Twitter 4 giờ, sorry chị ha, nó chạy qua. Win setup bootcamp, sorry chị. Bấm sao nó chạy qua kia. Rồi, đây. Rồi, nó lại test một lần nữa nè. Bây giờ nó test một lần nữa, mấy anh chị coi, đây là lần thứ hai, đúng không? Qua cây nến bên đây cho dễ nhìn. Rồi, đây là lần thứ hai nè. Khung 4 giờ. Đây, đây là lần thứ hai. Thì sao? Nó cũng đưa mình một cái lợi nhuận. Lần thứ hai nó đưa mình cái lợi nhuận là lúc này là nó tăng lên tới gần 3 đồng. Test lần thứ ba lại thất bại lần nữa. Nếu là em mà em thấy nó test fail 3 lần, đây là một lần em vô heavy, thì cái kết quả là từ 6 đồng. Nó vậy ha, 1 đồng, 3 đồng và kết quả là 6 đồng. Nha, cứ mỗi lần nó bắt test fail thì mấy anh chị nhớ trong đầu, cái lần sau lúc nào cũng sẽ có một cái tỷ lệ thắng và cái lợi nhuận cao hơn những lần trước nếu nó fail nha, chứ không phải là mình mới thấy nó bắt test cái là mình all in nha, nhiều khi nó làm sao? Nó test thì chưa chắc gì là nó fail, nhưng mà nếu mà nó fail thì mình sẽ thắng nhiều. Còn trường hợp sao? Có thể nó sẽ quay ngược trở lên. Lúc nào cũng set get in mind vậy nha. Nhớ trong đầu. Rồi, thì đó là backtest. À, mình học breakout với breakdown nè. Quay qua bên đây có một cái nè, mấy anh chị thấy. Mình học breakdown rồi, thì quay qua ngược lại bên đây. Nó có một cái vùng gọi là vùng breakout. À, em sẽ so sánh cho anh chị hai lần nó breakout. Lần thứ nhất, nó chạy lên trên đây. Mấy anh chị thấy sao? Nó breakout nè. Nhưng mà sao? Bắt test thất bại. Mấy anh chị thấy bắt test thất bại không? Nó rớt ngược lại nè. Còn cái lần này nó lại tìm cách nó break out thêm một lần nữa. Nhưng mà mấy anh chị thấy sao? Một lần bắt test đưa ra một cái tỷ lệ lợi nhuận cho mình không cao lắm, nhưng mà vẫn là lợi nhuận. Lần thứ hai bắt test thành công, tỷ lệ lợi nhuận tăng đột biến gần 3.67.
Còn lần thứ nhất là 2 đồng 25. À, đó mấy anh chị thấy không? Người ta tin tưởng nó ở cái lần thứ hai nhiều hơn lần thứ nhất khi mà nó quay trở lại nó test. À. Rồi, thì đó là hai là breakdown là bên đây, breakout là bên đây và những lần nó bắt test. Ok. Rồi, mình tiếp tục bây giờ mình học tới quay trở lại cái opening break này ha. Bây giờ mấy anh chị mở cái TradingView của mình lên.